Không cần thực hiện bất cứ một thao tác nào, chỉ cần nhìn thẳng vào camera của máy ATM là người dân đã có thể rút cho mình những chiếc khẩu trang y tế cần thiết. Tôi thấy là khi mà có những cái cây ATM này ra thì rất là giúp ích cho những người dân trong mùa dịch này. Cây ATM này hiện đang được đặt tại số 23 phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, phục vụ người dân từ 8 giờ đến 17 giờ vào ngày thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư hàng tuần, đến khi hết 45.000 chiếc khẩu trang. Mọi người dân thì đều có thể được nhận khẩu trang miễn phí và mỗi lần thì mọi người nhận được là 6 chiếc, tức là chia làm 2 túi, mỗi túi 3 chiếc. Và ở đây thì chúng tôi cũng có giãn cách xã hội rất là kỹ càng, là có những cái vạch để cho mọi người đứng xếp hàng. Đấy là không chỉ là bớt lo lắng đâu mà nó là cái sự nhắc nhở nữa. Mình đi nhìn thấy mình vẫn luôn nhớ rằng là cái dịch nó vẫn đang diễn biến phức tạp nên là mới có những cái ATM như thế này. Hiện trên nhiều tuyến phố của Hà Nội cũng đã xuất hiện những cây ATM khẩu trang miễn phí như thế này. Sự tồn tại của những cây ATM khẩu trang không chỉ mang lại sự tiện lợi mà như một lời nhắc nhở đối với mỗi người dân khi ra đường, đó là hãy chung tay đẩy lùi dịch bệnh bằng những việc làm hành động thiết thực.